Bài học này dành cho ứng viên thi quốc tịch Mỹ 65 tuổi trở lên và đã là thường trú nhân tại Hoa Kỳ từ ít nhất 20 năm. Chỉ cần học 20 câu trên 100 câu hỏi. Ngoài ra quý vị được lựa chọn thi tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo cái đạo luật di trú và quốc tịch. Vì trong bài này, những cái phần chữ tô xanh trong mỗi câu hỏi là một cái từ khóa rất là quan trọng để giúp cho quý vị nhớ cái câu đó. Quý vị lưu ý rằng Uh, một số đáp án có thể thay đổi theo thời gian um, vì vậy chúng tôi có đưa những cái đường link để quý vị có thể cập nhật chính xác theo tùy thời điểm giờ chúng ta sẽ bắt đầu uh, 20 câu hỏi thi quốc tịch dành cho người 65 tuổi trở lên và đã là thần trú nhân tại Hoa Kỳ từ ít nhất 20 năm What is one right or freedom from the First Amendment? Một quyền hoặc tự do từ tu chính án thứ nhất là gì? What is one right or freedom from the first amendment? Speech. Ngôn luận. Speech. What is the economic system in the United States? Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì? What is the economic system in the United States? Market economy. Kinh tế thị trường. Market economy. Name one branch or part of the government. Cho biết một ngành hay phần của chính phủ. Name one branch or part of the government. President. President. What are the two parts of the U.S. Congress? Hai phần của Quốc hội là gì? What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. Thượng viện và Hạ viện. The Senate and House of Representatives. Who is one of your state's U.S. senators now? Hiện nay ai là một trong những thượng nghị sĩ liên bang của bạn? Who is one of your states US senators now? Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. Cư dân ở thủ đô Washington DC và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng nghị sĩ. In what month do we vote for president? Bầu tổng thống vào tháng nào? In what month do we vote for president? Tháng 11 November. What is the name of the president of the United States now? Tên của tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là gì? What is the name of the President of the United States now? Tên Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là Donald Trump. Tên của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm. Thì quý vị có thể cập nhật cái tên của Tổng thống uh, theo cái đường link mà chúng tôi cung cấp ở trên màn hình. What is the capital of your state? thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì What is the capital of your state? câu trả lời của câu này sẽ tùy theo từng tiểu bang cư dân ở vùng thủ đô washington dc phải trả lời là vùng dc không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ cư dân ở các lãnh thổ hải ngoại của hoa kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này thì quý vị cũng có thể cập nhật cái uh, Thông tin của cái thủ phủ vào cái đường link mà chúng tôi cung cấp trên màn hình What are the two major political parties in the United States? Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican Hai đảng chính của Hoa Kỳ hiện nay là Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa. Democratic and Republican. What is one responsibility that is only for United States citizens? Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì? What is one responsibility that is only for United States citizens? Vote in a federal election. Đi bầu trong bầu cử liên bang. Vote in a federal election. How old do citizens have to be to vote for president? Câu 54. Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu tổng thống? How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. Đáp án của câu này là công dân 18 tuổi trở lên sẽ được đi bầu tổng thống. 18 and older When is the last day you can send in federal income tax forms When is the last day you can send in federal income tax forms Ngày April 15th. Who was the first president? Ai là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ? Who was the first president? George Washington. Tên của vị tổng thống này được đặt tên cho thủ đô của Hoa Kỳ đó là Washington. George Washington. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln đã làm là gì? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Led the United States during the Civil War. Ông ấy đã lãnh đạo Hoa Kỳ trong cuộc nội chiến led the United States during the Civil War. Name one war fought by the United States in the 1900s. Name one war fought by the United States in the 1900s. Có rất nhiều cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900 Nhưng quý vị có thể chọn đáp án là chiến tranh thế giới thứ hai cho dễ nhớ World War II What did Martin Luther King Jr. do? Martin Luther King đã làm gì? What did Martin Luther King Jr. do? câu này thì chúng ta trả lời theo đáp án như sau à, ông ấy đã tranh đấu cho dân quyền fought for civil rights fought for civil rights cái ý thứ hai là hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ worked for equality for all Americans Worked for equality for all Americans. What is the capital of the United States? Thủ đô của Hoa Kỳ tên là gì? What is the capital of the United States? Câu này thì Washington D.C. Washington D.C. Where is the Statue of Liberty? Câu 95. Tượng nữ thần tự do ở đâu? Where is the Statue of Liberty? À, tượng nữ thần tự do thì quý vị có thể trả lời là nó nằm ở hải cảng New York. New York Harbor. Why does the flag have 50 stars? Tại sao lá cờ của Hoa Kỳ có 50 ngôi sao? Why does the flag have 50 stars? Câu này cũng đơn giản phải không quý vị? À lá cờ của Hoa Kỳ có 50 ngôi sao bởi vì có 50 tiểu bang. Because there are 50 states. Because there are 50 states. When do we celebrate Independence Day? Câu cuối cùng, ngày nào là ngày lễ độc lập? When do we celebrate Independence Day? Đáp án là ngày 4 tháng 7. July 4th.